tất cả những người dán xe mà hình họa tiết nhiều người ta gọi là không đứng đắn các bạn hiểu không? Người ta gọi không đứng đắn. Nhưng mà thế cũng đúng đấy. Bởi vì sao? Không đổi nếu mà lỡ đánh ghen thì chết. Đi người sau là dễ. Đi người sau là biết chết. Phải vẽ xe khác luôn đúng không? Đúng rồi. Tại hình hai khác. Bây giờ tôi mới tâm niệm ra một điều là như thế này là dán xe cực kỳ có lợi. Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với xe. Và ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy được rằng là một khung cảnh rất là đặc biệt khi mà có những vị khách mời cũng rất đặc biệt góp mặt trong số tuần này. Tôi xin giới thiệu người bên tay phải phía trước cũng thuận tay chính là Huy đến từ H2 Đề Can chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Và bên trái tôi chính là một người đam mê xe và cũng liên quan đến Đề Can cũng H2 luôn nhưng mà lại ở ngoài Hà Nội. Vâng. Xin chào các bạn. Vâng, thì là anh Minh. Đến dán H2 xinh gái đẹp trai bất thường. Chia sẻ với các bạn là chúng ta sẽ cùng trò chuyện về cái việc dán xe đúng không? Đúng rồi anh Minh, việc dán xe ở Việt Nam phát triển lâu rồi. Và bây giờ chúng ta mới bàn luận về vấn đề đấy. Cái đầu tiên mà có lẽ là các bạn có thể thấy được rồi. Ôi giời ơi, đến H2 thì như người ta đấy, toàn Ducati với cả BMW nhưng mà ngồi không khác gì ở trên hồ sóng đâu. Sóng trà đá. Ôi, sóng trà đá rồi. Đây các bạn, thì cái đầu tiên mà chúng ta sẽ quay trở lại với cả chủ đề về dán xe nhá. Thì cái khởi nguồn dán xe ở Việt Nam, anh Minh có nhớ vào khoảng thời điểm nào anh bắt đầu biết đến việc dán xe? Thế thì nó cũng phải lâu lâu rồi. Tại vì bắt đầu chơi xe của học cấp 3 đã đi dán rồi. Ôi cấp 3 chơi xe sai nhá. À, xe nhỏ. Xe nhỏ. Đi học trường xe nhỏ. Đó, xe nhỏ chứ xe đạp. Phải năm 2001. 2001. 2001 lúc đấy cũng bắt đầu có một sự phát triển nhẹ nhàng xe máy rồi. Thế mình đã xe đạp hay xe máy? À, xe Viva. Viva để hot, Viva quá hot luôn. Còn Vi thì sao? Mình à, Vi thì thấy dán xe thì lâu lắm rồi, từ cái hồi mà dán được cái ni lông. Thế ngoài hè dán đông nhiều lắm. Đúng rồi. Bây giờ ai mua xe mình cũng dán đó hết đấy. Cũng 2001 luôn. Đúng rồi. Cũng 2001 lâu lắm luôn đấy, mà mình không biết từ thời nào luôn đó. Rồi thì công nhận là ngày xưa ở Việt Nam mình thì là chỉ có dán ni lông là nhiều và dán mấy cái họa tiết cũng lắm là đổi môi, đúng rồi, đổi màu đơn giản, đúng rồi, đổi màu ít. Nhưng mà thường thì là dán xe máy, dán ni lông. Xe máy dân dụng mình sử dụng nhiều là dán được. Ngoài ngày hè dọc hai bên vỉa hè thấy rất nhiều cửa quán luôn, xe máy chạy vào dán 3 triệu, đúng rồi, đầu 3 triệu ở Hà Nội là đầu 3 triệu, bán rất là nhiều. Và ngày xưa dán xe còn đắt đỏ. Đúng rồi, anh không nhận đâu. Có mà... thể bao nhiêu? Anh Minh có nhớ bao nhiêu? Ngày đấy giá nó cũng phải tầm 300-400 nghìn. Ôi dồi ôi, 300-400 nghìn. Nhà ông này giàu thế. Ngày đấy 300-400 nghìn. Bây giờ giá xe mà lẻng nhàng vẫn 300-400 nghìn. Chỉ tầm vậy thôi. Bây giờ cũng tầm vậy thôi. Còn giá thì ngày xưa bây giờ tất nhiên khác nhau. Ngày xưa mua con va Viva là bao tiền? À, ngày xưa dán Viva thì không nhớ, nhưng mà cái thời mà dán Dylan ấy. Ôi dồi ôi, nhà anh có Dylan. Thấy không các bạn không? Chúng là nhà anh có Dylan. Ra thực thụ luôn á. Ngày xưa nhà anh đã có Dylan rồi đấy. Ôi dồi ôi. Là mới là 300-400 nghìn, chứ Viva thì cũng đến. Ôi dồi ôi. Đến bây giờ thì theo anh Minh thấy nó phát triển như thế nào? Đang phát triển rất là nhanh chóng. Và có nhiều cửa hàng mở ra. Nhưng mà để đến với cái tay nghề mà cái trình độ rất là ít cửa hàng đạt trình độ cao dán xe. À, còn Vi trong thành phố Hồ Chí Minh? Trong thành phố Hồ Chí Minh thì 2 năm trở lại thì trong Sài Gòn cái phong trào dán xe lên rất là cao. Nhà anh biết đó, từ các siêu xe đúng không? Gần đây dàn siêu xe dán, rồi đi car passion cái thứ nổi trội là các dòng siêu xe, rồi đến được các dòng mô tô phân khối lớn và các xe nhỏ, các dòng xe máy chẳng hạn. Thế nhưng mà nó còn đắt hơn cả anh, cá nhân anh mình thấy là nó còn đắt. Thật ra bây giờ nó hợp lý với túi tiền người sử dụng hơn ngày xưa rất nhiều. Nhưng mà mình cũng phải công nhận một điều rằng là tuy là có phát triển nhưng mà có vẻ như là phát triển theo cái hướng dành cho những chiếc xe hơi đắt tiền. Đúng rồi, xe mình công nhận nó hơi đắt tiền, tức là chứng tỏ là việc dán xe nó vẫn sang, vẫn là một cái gì đó xa xỉ trong cái đồ chơi xe, cũng là một trong những cái mà người ta phải thực ra cũng nó cũng là cái trào lưu thôi.
nó đáp ứng cái mong đợi của người chơi xe. Ví dụ ngày xưa thì người ta chỉ biết giá xe là một cái gì đó rất là rẻ, giá ni lông, nhưng mà cái nhu cầu tăng cao mà ai muốn là chiếc xe của mình ấy mang phong cách riêng, đúng không? Về là phải chỉ có một mình có đấy, thì xe ông nào ra Ducati cũng chỉ màu đỏ, màu trắng thế thôi. Ở đấy nhắc đến Ducati rồi, xe Minh màu gì? Bây giờ xe Minh màu gì? Xe Minh màu gì? Xe Minh màu gì? Đây anh chỉ luôn cho các bạn. Đây thực ra thì thực ra ở đây thực ra là khoe xe là chính các bạn ạ, chứ còn bàn về dán xe là phụ thôi. Đây anh Minh giới thiệu luôn xe cho mọi người. Giới thiệu luôn xe của mình đây. Đấy thấy chưa? Anh nói qua. Nói luôn đi, nói luôn chất của cái xe này. Xe của mình là Monster 1200S, sản xuất tại Ý, sản xuất năm 2015. Mình đã đi được 3 năm rồi. Nhưng mà em đang thắc mắc vì sao anh lại cái phong cách dán xe như thế nào? Ngày xưa thì không thích dán xe lắm. Chỉ vừa bảo là dán Viva với cả Dai lần xong nhiều thế. Nhưng mà đấy là xe to, ngày xưa thì xe nhỏ dán nhiều, nhưng mà xe to thì cũng không thích dán lắm. Thời gian gần đây thì là bắt đầu có sở thích là dán xe to và có những cái màu nó đặc biệt một tí, chứ không phải ai cũng giống ai được. Thế đây là phong cách gì đây? Đây là phong cách dựa theo bộ phim. Tức là người rất đam mê phim, toàn đi xem phim ảnh, không biết xem phim với ai. Đấy, các bạn thấy được không ạ? Cái này phải bí mật cho anh Minh. Không phải gì phải bí mật cả, tất cả mọi thứ đều lộ diện hết, các bạn có thể thấy không? Đấy, đi xem phim với không biết là với ai, ra ngoài thích, thế là về dàn xe như thế này luôn, đúng không? Nhưng mà phải nói ra là rất hầm hố, rất là đẹp. Thường thì mọi người thấy ra là Ducati thì phải là màu đỏ hay là màu trắng. Cái việc mà đổi màu xe, dàn xe thì khiến cho chiếc xe nó lạ hơn, đúng không? Nó không còn như ngày xưa mọi người muốn giữ cái vẻ truyền thống của nó. Ducati là đỏ. Đúng rồi, zin ấy. Không biết rằng là cái chi phí để dán một chiếc Ducati như thế này thì vào khoảng bao nhiêu? Chi phí để dán một chiếc như thế này thì nó vào khoảng 2 triệu rưỡi. Thực ra 2 triệu rưỡi thì cũng không phải là đắt với cái giá trị của chiếc xe, đúng không? Với những người chơi xe thì nó phù hợp, còn với những người mà đi xe nhỏ thì mình không nói. Ai giờ nhiều người đi xe nhỏ khó chơi lắm nha. Thì không biết là Huy là một người mà theo cái ngành dán xe rất là lâu rồi, nó có mệt. Thực ra thời điểm này vẫn là cái thời điểm bắt đầu của ngành dán xe, nhưng mà dán xe thì nó lại cao cấp hơn. Nó khác dán ngày xưa dán ni lông, tức là bây giờ nó có nhiều màu sắc hơn, nhiều chất liệu hơn, thiết kế cũng nhiều màu mè hình ảnh hơn. Thì chính vì thế thì khách hàng có nhiều lựa chọn hơn. Bây giờ ngay cả những chiếc xe máy rất nhỏ như là AB này, Airblade này, Exciter này, những cái dòng mà các thanh niên rất là ưa chuộng, họ đã tính toán cái xe của mình. Đổi màu, phối màu, rồi thiết kế những cái hình họa như rồi. Ví dụ như anh Minh đây là thích Black Panther này, wow, thì giới trẻ giờ rất là thú luôn này. Thì không biết rằng là cái xu hướng bây giờ người ta thích dán theo cái phong cách nào là nhiều nhất? Thường là người mà có tính mà đứng đắn trung tuổi ấy, thì người ta thích màu trơn thôi. Ví dụ xe trắng thì muốn chuyển màu đỏ, xe đỏ thì muốn chuyển màu xanh. Nó còn tùy thuộc vào ví dụ như người ta phong thủy hay là người ta thích màu này, hoặc mỗi năm người ta thích một màu khác, thì nó cho các bác là tập trung, và các bác là ai là họ muốn cái lịch sự. Tức là đối với những người đứng đắn, còn mình không đứng đắn rồi. Tức là tất cả những người dán xe mà hình họa tiết nhiều người ta gọi là không đứng đắn, các bạn hiểu không? Người ta gọi không đứng đắn, tức là những người cá tính một tí. Tức là đứng đắn bình thường. Đứng đắn bình thường. Đứng đắn bình thường. Đứng đắn bình thường. Đứng cá tính đúng không? Như anh Minh chẳng hạn này đúng không? Cực kỳ cá tính. Nhìn xe là biết của ai ngay. Thế nhưng mà có một cái vấn đề mà chúng ta cũng phải đề cập đến rất là nhiều. Ngày xưa bố mẹ cũng hay kêu ca. Thực ra bản thân em là một người cũng đã từng dán xe và về bị mắng, chính xác là chửi té tua luôn. Bởi vì là thay đổi màu sơn và nó làm ảnh hưởng đến cái việc tức là mình tham gia giao thông. Thì không biết rằng là anh Minh có lo ngại không? Thật ra mới đâu cũng lo ngại, nhưng vấn đề đấy về sau nó cũng quen rồi. Ra chơi xe theo cái phong cách của mình, có thể sau này có vấn đề đấy thì mình phải chấp nhận thôi, nhưng mà mình vẫn thích là chiếc xe này là của riêng mình, màu sắc của riêng mình, không ai có. Thì chắc chắn là mình mong muốn là cái chế tài của mình sẽ linh động hơn trong cái việc đổi màu sơn, đúng không? Cái này thích cái xe này không? Mình chưa, tôi chưa có tiền mua này. Không, cái màu cơ. À, màu á, màu mình thích rồi. Đấy rồi, thì chết rồi. Bây giờ tôi mới nhận ra một điều là hai ông này đi xem phim với nhau, các bạn ạ.
quá dã man mà đi xem phim với nhau, thế là sơn cái màu sơn ông này thích, thế đâm ra là bây giờ mới lộ ra. Rồi có gì đâu, anh em có thể chia sẻ với nhau mà. Thôi không sao anh Minh ạ, không sao. Nhưng mà sự thật luôn luôn mất lòng, luôn luôn mất lòng. Lúc nào cũng mất lòng các bạn ạ. Thế mới thấy được là gì, cái việc dán xe là có thể linh rất là nhiều cái trong cuộc sống. Đôi khi là bạn đồng giới của mình thích thế là mình cũng phải dán theo, đúng không ạ, để làm cho cái xe của mình nó khác và nó lạ hơn. Là dù có người yêu thích là mình dán luôn. Nếu mà lỡ mà người yêu Huy thích màu hồng, Huy có dán màu hồng không? À, cái đấy suy nghĩ lại nha. Dán là đi mua xe đó, làm tặng luôn chiếc xe đó cho người yêu đi đó. Cho nó cá tính. Hiện nay là dán xe mang cái nó còn hiện đại hơn ấy, thì nó bao gồm nhiều yếu tố khác, như là ngoài tay nghề thợ ra còn có thiết kế, còn có chất liệu phim, chất liệu đề can. Nó là ba thành tố đấy cấu thành một cái sản phẩm của mình, tốt đẹp và có chất lượng hay không. Về liên quan đến phong cách cá tính thì là nhờ anh thiết kế rồi. Về cái chất liệu màu sắc có tươi mới, có đẹp và có bền như chiếc xe không á, thì đúng là phải nhờ chất liệu đề can của hãng, các hãng đề can nổi tiếng nhỉ. Còn về mà trong cái đường nét hoặc cái bao cua hoặc là những cái viền mép nó có bị bong chóc hay không á, thì đấy là việc của anh thợ dàn. Nó ba yếu tố kết hợp vào thì mình mới ra được cái sản phẩm cuối cùng là cái sản phẩm đạt được chất lượng hay không. Khi đã dính đến bàn tay của người thợ thì nó còn thiếu cảm xúc. Ví dụ ngày nóng thì anh không dán đẹp đi, ngày nào anh thoải mái, anh tự nhiên anh phấn khích thì anh làm cực kỳ đẹp. Thế người ta gọi là đến ngày, đúng không? Đấy, tức là có thể là như vậy. Đi dán xe ở đâu cũng vậy, các bạn nhớ nhá, chọn ngày là phải chọn ngày đấy, xem thầy xong rồi lại còn phải đến hỏi xem ông thợ đấy có thoải mái hay không thì mới dán. Chính vì điểm đó, đúng rồi, nhưng mà chính vì điểm đó để chọn cái uy tín ấy thì bạn phải có một cách, bạn hãy chọn những đơn vị uy tín và họ có các cái dịch vụ hậu sau cái sản phẩm đó, là dịch vụ sau bán hàng, sau bán hàng chính xác. Thì là dịch vụ bảo hành hoặc tư vấn, hoặc tư vấn cho bạn cách bảo trì, bảo dưỡng hoặc bảo hành sau khi cái sản phẩm nó bị lỗi gì đó, thì đấy là những dịch vụ đi kèm để mình chọn ra được cái đơn vị uy tín để mình thực hiện việc grab xe này. Thì không biết là cái công nghệ hiện tại bây giờ bản thân H2 đi thì là so với thế giới thì đang như thế nào? Thực ra thì so với thế giới mình vẫn đi sau rất là nhiều, đi sau thực sự rất nhiều, và mình cần phải học hỏi họ. Ngoài những cái thiết kế họ ra thì thiết kế mình cũng có thể theo được đi, nhưng mà họ luôn tìm tòi để tạo ra được những phương pháp dán mới đẹp hơn và nó tạo ra độc đáo hơn rất nhiều. Ví dụ như dán chrome họ phủ một lớp ceramic hay phủ cái gì đi đó, tạo ra những cái effect trên cái bề mặt sơn rất là ảo diệu. Rất là ảo diệu. Thế thì em muốn hỏi anh Minh một điều rằng là dán xe có thể có người yêu được không? Anh Minh sẽ trả lời cho các bạn. Có. Vì sao lại như thế? Vì bây giờ con gái thích mỏng manh. Không thích đơn giản như ngày xưa đâu. Tức là càng dán xe càng dễ có người yêu. Đấy. Thế mình có phong cách thì người yêu sẽ theo. Có xe to, xe đẹp như anh Minh và hay đi xem phim và dán theo phong cách của người yêu thì sẽ... Ủa vậy nếu thay người yêu thì có thay dán không? Thay một khác không? Đúng rồi. Thế thì phải thay luôn xe. Đấy, bây giờ các bạn thấy không? Tốn lắm. Tức là gì? Thay người yêu và việc thay xe là nó đi kèm với nhau, đúng không? Và cái việc dán xe như thế, tức là cứ đổi yêu phát là phải thay đổi màu dán xe ngay. Nhưng mà thế cũng đúng đấy, bởi vì sao không đổi nhưng mà lỡ đánh ghen thì chết. Đi người sau là chết, đi người sau là biết chết, phải về xe khác luôn, đúng không? Tại hình hai khác. Bây giờ tôi mới tâm niệm ra một điều là như thế này, là dán xe cực kỳ có lợi, bởi vì sao? Thứ hai đi với cô một thì dán một kiểu, thứ ba đi với cô khác lại đến dán kiểu khác, sơn thì nó sẽ mất thời gian, đúng không? Chính xác. Cái này là gợi ý cho bên H2 ấy, tạo ra một cái dịch vụ, đúng không? Bây giờ bây giờ phải có một cái dịch vụ chọn gói cả năm, tức là dán xe thay đổi màu liên tục theo tuần, theo ngày luôn. Mỗi lần anh đi đâu anh cúc của ta. Đó, đấy là còn chưa kể nhiều người họ có nhu cầu là dùng đi sự kiện hoặc là đi gì đấy, đúng không? Mình đến mình dán, cái lại bóc ra mình lại dán lại cái khác, đúng không? Đấy. Chứ đi nhiều quá nhàm. Đúng rồi. Với cả việc dán xe bây giờ nó như là cái thời trang, cái fashion ấy cho người ta. Bây giờ fashion quần áo thì hoài rồi, đúng không? Mà đi đâu á, thấy không? Các người nổi tiếng đi đâu cũng phải đem xe xịn đi, đúng không? Thì họ trang hoàng xe mình theo đấy, cái phong cách của họ. Với lại đấy là để làm cho người khác cứ tưởng là nhà mình nhiều xe nữa. Mỗi một ngày đi một chiếc nhưng thực ra là gì? Vẫn cái chiếc đấy các bạn, đúng không?
mấy cái con xe thể thao thì là biển số thì rút vào trong trong gầm rồi. Đấy, thì đâm ra là cứ đi làm sao cho cái biển nó bẩn vào, xong bắt đầu đi dán lại sạch sẽ đẹp đẽ, dán lại kiểu ai đâu, không biết của ai đâu. Cứ bảo đấy là rồi ôi nhà tôi là mua 8, 9, 10 chiếc, mỗi ngày đi một chiếc, làm sao mà biết được. Đây cả chạy ở hotel cũng không biết của ai đúng không? Đấy, đấy, thấy chưa? Đấy, dán xe. Tôi tâm niệm một điều là đúc kết cái số tuần này là cái việc dán xe phát triển hay không phát triển ở Việt Nam không quan trọng. Quan trọng là gì? Lợi ích nó đem lại, đúng không? Là gì? Thứ nhất là có người yêu này. Thứ hai là không bị đánh ghen này. Đúng rồi. Thứ ba là thể hiện đẳng cấp này. Ui, mà cái đấy là cái mà giới trẻ bây giờ đang rất cần. Thì ra ngày hôm nay thì là một cuộc trò chuyện ngắn với cả Minh cũng như là Huy với H2DK đã cùng tài trợ chương trình, và chúng ta có thể nhìn nhận ra một cái góc độ nào đó về việc dán xe, và xin chúc các bạn có những chiếc xe ưng ý. Còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn vào số tiếp theo.